Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của kênh Khôn Tròn. Ở clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo để các bạn chữa cái khóa quần của mình bị hỏng tại nhà mà không cần phải mang ra tiệm nha các bạn. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp ích được các bạn trong cuộc sống. Để chữa được cái khóa quần loại này thì các bạn chỉ cần để ý một chút mình làm là các bạn sẽ cũng sửa được cho mình. Để lắp được cái khóa này vào thì các bạn cần phải tháo một cái mắt của cái khóa này, và các bạn sẽ tháo cái mắt ở dưới này ra. Đây, và bây giờ mình sẽ tháo, dùng cái kìm này mình tháo một cái mắt ra. Đó, đây mình đã tháo được một cái mắt ra. Và để lắp được cái khóa này vào thì các bạn đã tháo được cái mắt này ra thì các bạn sẽ dùng cái chỗ cái mắt các bạn tháo ra đây, các bạn sẽ gài vào đây cho mình. Đó, các bạn tháo một cái mắt này ra, các bạn kéo lên là ok, và các bạn đã sửa được cho mình một cái khóa như mới luôn. Khi các bạn đã lắp được khóa vào thì các bạn có thể dùng kim và các bạn khâu chỗ này lại cho mình. Đây, các bạn khâu chỗ này vào cho mình. Đó. Các bạn khâu lại như thế này là ok. Thế là các bạn đã sửa được cho mình một cái khóa thành công nhé các bạn. Đó, các bạn kéo lên kéo xuống vô tư. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ cái mẹo sửa khóa này hay thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký bật chuông để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.